Tụi bay có coi trận đá bóng không? Nè, đá banh. Bóng có tội gì mày đá? Tao đánh mày nữa, mày tin không? Đá banh. Muốn làm gì nó nhồn vậy? Biết, mà chiều nó đi. Đó là tao đang bên vực. Ok. Mà công nhận nha. Gì? Không uổng công cho thức tới 2 giờ sáng. Hay đúng không? Hay. Quá trời. Tao cũng vậy nè. Thiệt, tao cũng thức tao đợi lắm chứ bộ. Tiếc cái là tao buồn ngủ. Mà nín đi, mày là thứ thất bại của fan bóng đá đó. Làm gì mày chửi tao? Lúc nào coi bóng đá như nó trơn á, thức đã rồi, thức căng mắt ra tới 2 giờ, đúng 2 giờ người ta phát đá banh cái nó đi ngủ rồi. Ủa mày mắc cười quá chứ, giờ tao buồn ngủ rồi tao thức làm gì? Thì đó, mày thức làm gì, mày thức tới 2 giờ mày đi ngủ. Tao đánh mày nữa. Mày nhái không, Ê, tối qua mày có coi ngoại hạng anh không? Không, tối qua là tao làm bài tập tới khuya rồi đi ngủ luôn. Ê, sao từ ngày mày bị cái vụ tai nạn kia cái cuộc sống của mày nó nhạt nhẽo quá vậy Quy? Kệ ta. Lại thêm một câu trả lời nha. Thật vô vị. Thôi, đi uống nước. Ê, đi uống nước đi. Ừ. Ê, nhưng mà ai bao? Hồi tối mày có coi đá banh không? Không, đưa tao ngủ mà. Mày bao. Cũng ăn cạnh đi chi vậy? Mày bao tao mừng quá, tao quên luôn á. Tao đánh ai đứa mày nữa. Cái ông này, tao đã để ở dưới đó vậy mà còn không thấy nữa. Sao bây giờ đây? Hay là mình... Tổ ngu. Bức thư này sẽ giữ lại tới khi nào mà thân xác của hai đứa được quá đổi lại cho nhau. Mình sẽ đưa cho Huy. Cho Huy tự giải quyết vấn đề. Thank you.
Nè, chuyện gì vậy? Có chuyện gì đâu. Sắp khóc rồi kìa. Chuyện gì nói? Chuyện là... Vô vô con chầu ba, đi học không có la cà, không sa đọa, không bê tha. Con chầu ba, con chầu ba, con chầu ba. Mày làm gì vậy? Mày á, cái dạng mày á là chỉ có đi la cà thôi. Học hành cái gì? Tao nói cho mày biết, tao với má mày thương mày da diết, là người bỏ công sức ra đi kiếm tiền cho mày ăn học. Mày không biết công lao nặng nhọc, mày chỉ có nhiệm vụ là đi học, không nên thân. Thì sau này mày là người vô học, mày đừng để tao cọc. Sao mày không nói gì hết vậy? Tao nói cho mày biết, lần tới ông thầy chủ nhiệm của mày đem sổ liên lạc về điểm mày bét lẹt. Mày đừng có nói tại sao tao đuổi cổ mày ra khỏi nhà nha. Chuyện là vậy đó. Tao không biết làm sao mà tao phải làm sao với cái tư tưởng mà ông ba tao luôn luôn áp đặt vào tao. Tao hiểu mà. Mày sao nữa? Chuyện của tao cũng na ná như thằng Lợi vậy đó. Ba tao, ổng cứ so sánh cái việc học tập của tao hoài à. Ổng nói là tao học tệ hơn cái thằng em họ đạt học sinh giỏi cấp thành phố. Đặc biệt là mỗi lần ăn cơm mà TV nó phát sóng cái chương trình học sinh nghèo mà vượt khó học giỏi là tao xác định. Mà ba tao cũng ngộ lắm. Ông canh mỗi lần mà cái chương trình đó mà nó phát sóng là ông bắt đi ăn cơm. Bà mẹ nó. Rồi hồi hôm bữa ông đi nhậu đâu về tao không biết, xỉn quắp với cần câu, về nắm đầu tao ra quánh tao tơi tả tan tành, không trượt một phát nào. Sao tao với mày khổ vậy Phước? Lợi, không ấy bây giờ tao với mày trốn khỏi nhà đi. Đi đâu? Đi đến một nơi thật xa, đến một nơi chỉ có chúng ta với một túp liều tranh hai quả tim vàng. Đúng rồi, mày sẽ trồng rau, còn tao nuôi một đàn gà, rồi tao để cho mày một đàn. Ê, tao đánh mày nữa. Ê, cái gì ghê quá. Ê, thì cũng cho mày. Vậy tự nhiên mày dẫn đường đưa lối cho mấy cái gì ghê quá. Đúng rồi, mày cứ mày đưa mày nghe cái mày khoái lắm. Phải mày, mày có tư tưởng lắm nha. Đúng nha chứ. Thì ai mày mớm cho tao? Mớm không? Tao mớm vô mặt mày giờ, mày muốn lấy tao lắm mấy vậy? Mày... Chết! Mày sao? Oh my god! Ghê quá. Gì vậy? Ủa sao thầy đứng đây? Có gì muốn nói? Nói gì thầy? Dơ! Chú! Tác phong! Quên, xin lỗi thầy. Em trưởng thành đi Huy. Trời, em trưởng thành bữa giờ. Nè, thầy muốn hỏi em nè. Cuộc họp chuẩn bị tới đâu rồi? Thầy đừng hỏi nữa thầy ơi. Chưa đâu á thầy ơi. Thiệt, em sợ như lần trước quá à. Thiệt á, em sợ như... Mà công nhận làm người lớn phức tạp quá vậy á. Bây giờ em chỉ quan tâm tới cái việc mà thầy với em lẹ trao đổi lại thân xác. Làm người lớn mệt, là con nít cũng mệt, ai cũng mệt. Thầy nói gì vậy thầy? Thầy nói bậy bạ gì thôi, không có gì hết. Kêu em ra đây có gì không vậy? Thầy có một chuyện muốn nhờ em giúp. Cái gì nói đi thầy? Cái chuyện của Phước với Lợi. Bây giờ em đang là tư cách của giáo viên chủ nhiệm, cho nên là em có đủ quyền hành để giúp hai bạn đó. Tại vì ba mẹ của hai bạn đó đang có một cái tư tưởng là áp đặt hai bạn đó phải học thật là giỏi, rồi so sánh với người này người kia, rồi đặt ra những mục tiêu quá lớn so với các bạn đó. Cho nên các bạn đó đang rất là áp lực và đang rất là trầm cảm và bị gọi là áp lực học hành á.
Cho nên là thầy muốn em đến nhà và khuyên ba mẹ của các bạn đó là những cái vấn đề cho ba mẹ các bạn hiểu ra. Rồi em hiểu rồi, em hiểu rồi. Nhưng mà em hỏi thầy nè, cái tụi nó bị vậy là tại ai? Tại ai? Tại ai? Ai? Tại thầy chứ ai? Thầy đặt ra cái gì, mục tiêu học tập cái gì, thầy nói với phụ huynh cái gì tùm lum tà la để cho ba má nó về, ba má nó ép nó học. Rồi hả, nó giờ nó bị áp lực, nó bị stress, nó bị tùm lum tà la hết. Tại ai? Rồi, thầy của ngày xưa chết rồi. Nè, hồi xưa thầy nghĩ là thầy học giỏi, cho nên thầy nghĩ là ai cũng phải học giỏi như thầy. Trời. Chứ là thầy không biết là học hành á, không phải là con đường mà duy nhất để thành công. Chứ là mấy bạn có nhiều cái đam mê hơn, nhiều cái ước mơ hơn. Thôi không phải ai cũng học giỏi như thầy. Mà thầy đưa ra cái lịch học như vậy thì hơi gắt với mấy bạn. Giờ thầy cũng hối hận. Em trưởng thành rồi đó Huy. Mất dạy. Giỡn thầy. Chứ nói chứ thầy, em thấy thầy trưởng thành rồi ta. Đi suy nghĩ á. Đó nhưng mà thầy khỏi lo đi. Cái chuyện đó thầy khỏi nói em cũng sẽ làm thôi. Em muốn làm lâu rồi. Hay gì ta? Ủa? Mà nhiêu đó thôi thầy. Không còn gì thôi em về à. Khoan. Hả? Thầy muốn hỏi là tại sao em đưa ra những nội quy như vậy? Em muốn nghe thiệt không? Ủa? Trải lòng. Trải lòng. Em nói thiệt. Em nói thiệt á. Ừ. Thì tại đó em thấy thầy cà chớn. Thầy à. Trải lòng. Em thấy thầy vậy đó. Cái thầy đưa ra mấy cái gì. Em nói chung là tất cả là em muốn làm ngược lại với thầy. Thầy đưa ra cái gì em làm ngược lại cái đó. Em muốn là thầy cho học nhiều đúng không? Em là thầy rồi em cho sửa lại. Chơi nhiều. Mà cái đó là hồi đó thôi. Còn bây giờ em suy nghĩ khác rồi thầy. Khác sao? Em nghĩ cho mấy bạn nhiều hơn. Em muốn giảm bớt áp lực cho mấy bạn. Nhất là Loan. Loan liên quan gì đây? Là học võ cỡ đó mà liên quan gì lịch học này? Thì cũng tại thầy không á, thầy nhắc em. Thiệt á, mỗi lần thầy nhắc em nóng. Tại thầy không á. Thầy cho bài tập về nhà nhiều nè. Học thêm một bớt tùm lum nè. Em đồng ý là Loan giỏi là Loan sẽ làm hết tất cả các bài tập mà thầy cho. Đúng không? Còn mấy bạn học dở rồi sao? Trời ơi, tụi nó làm không được, thầy biết tụi nó đưa cho Loan làm giùm á thầy. Mà thầy biết Loan hiền mà. Loan sẽ làm giùm tất cả. Mà làm một chồng vậy nè. Một lần một chồng vậy nè. Rồi thời gian đâu nữa mà yêu đương? Hả? Thời gian đâu nữa mà yêu với đương? Nè khoan. Em thích Loan hả? Có đâu cơ. Thầy nói gì vậy? Có mà thầy ơi, thầy nói gì vậy? Không có mà, đừng có nhìn nữa mà trời ơi trời. Em có đó, em có đó. Em có. Trúng số hay sao mà vui quá vậy hả? Trời ơi, nó vui còn hơn trúng số năm cũng nội ơi. Tụi thách tụi mày biết chuyện gì đang xảy ra luôn á. Thì khỏi thách đi. Tụi tao đỡ mất công nghe. Đâu có được mày. Mày phải nghe tụi tao kể chuyện chứ. Tụi mày phải nghe. Ê, kể cho tụi mày nghe nha. Ngày hôm qua ông thầy, ông tới nhà tao với Lợi. Rồi ông gặp trực tiếp phụ huynh tụi tao luôn. Ông tác hợp cho hai đứa bay luôn hả? Tụi tao tác mày nữa. Ở đâu ra? Phải nghe từ từ. Ý là ông gặp ba của ông Phước với ba tao. Hai người nói chuyện tơ hơi nhào luôn. Chứ. Sao trong đầu mày toàn nghĩ mấy cái đó không vậy? Tao đánh mày nữa mày tin không? Ừ. Thì
mày ý... kể kể đại đi. Nè từ từ, ý á, không biết nói cái giống gì mày. Mà nói xong cái bà tao với bà nó thay đổi một con người khác luôn. Thương nhau hơn hay gì? Mày ăn vậy không? Chứ mày kể nãy giờ tao có hiểu gì đâu. Nè, là ông thầy đến gặp ba hai đứa tao xong hiểu không? À. Là ba hai đứa thay đổi hoàn toàn luôn. Mà đặc biệt ba tao nha, tự nhiên cái ổng không còn so sánh cái thành tích học tập tao với thằng em họ nữa mày. Đúng rồi. Ổng hết nắm đầu tao ra quýnh luôn. Đúng rồi mày, không áp đặt tao nữa, dễ dãi. Ồ, tình cảm làm cho con người dễ dàng tới với nhau quá ha. Ừ. Vậy rồi không biết ông thầy có cách nào làm cho tình cảm của tao đến được với Loan không ta? Ừ, cái đó ông nội tao làm cũng được nữa. Thôi, vô học đi. Ừ. Vui sao? Bớt mơ mộng. Sách này. Ông kêu tôi ra đây chi vậy? Kêu Loan ra đây để hỏi Loan tắm chưa mà. Ông tào lao vừa thôi, tự nhiên hỏi mấy cái chuyện gì đâu á. Không có chuyện gì tôi đi vô rồi nha. À, không phải, ý của mình là kiểu như sáng đầu mình cũng tắm á, cái tinh thần nó thoải mái. Không biết Loan có sở thích đó không, không có là thôi. Ê Loan. Loan thích quy hả? Ừ, vậy được rồi. Cảm ơn Loan. Ủa, lớp hôm này mà ta ê mày, hồi nãy nó có nói nó đi đâu không vậy? Không, mà cái mặt nó buồn hiu à. Cái thằng quỷ này sắp kẻ rắc rối gì nữa đây. Ê, hồi nãy tao thấy nó đi ra ngoài bà Loan á. Có khi nào đi tỏ tình con Loan rồi bị từ chối không? Không biết luôn. Ngồi được không? Sao biết tao ngồi đây mà ra? Tao là bạn tốt của mày mà. Đối với tao á, quan điểm với một người bạn tốt là sẽ không bao giờ phản bội bạn bè của mình, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Mày muốn nói gì nói, tao không muốn nghe. Mày thích Loan á thì tao biết, còn Loan thích tao tao không biết. Vậy tao sai hả?
Mày có biết là nguyên một tiết vừa rồi á, tao không học được gì không? Tao không biết là mày gặp chuyện gì và mày sắp làm cái gì. Rồi tự nhiên mày chạy ra đây nè. Tao cảm giác giống như là sắp mất đi một người bạn vậy đó. Tao nghĩ là tao hơi sợ. Tại tao biết là tụi mình có rất nhiều kỷ niệm, rồi trải qua rất là nhiều khó khăn với nhau. Tao không có muốn mất tình bạn này. Người ta nói là tìm được một người bạn trung kiên á là sự bảo vệ vững chắc. Ai tìm được tình bạn như vậy là tìm được kho báu của đời mình. Đối với tao, kho báu là tụi bay. Ê, mày nói hồi giao sao giống mày lợi dụng tao quá vậy? Gì mà kho báu ở đây? Tao là cái ngân hàng cho tụi bay rút hả? Mày điên vừa phải thôi. Kho báu là nghĩa bóng, là biểu tượng cho cái sự gọi là bóng là hai thằng kia nha, tao không có à. Tao quạo mà cười cái gì? Nè, kho báu là sự quý giá mày không? Là tình bạn quý giá, không gì sánh bằng. Mày nói kho báu là sự quý giá của tình bạn đúng không? Ừ. Vậy mày hứa với tao một chuyện được không? Chuyện gì? Mày phải bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho Loan giùm tao. Trốn học xong đủ, mày chơi kiểu gì vậy? Rồi bắt tao đem cái cục nợ này theo nữa, rồi tao quánh mày nữa không? Ừ, hồi xưa thề tốt dữ lắm mày. Nào là có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Bây giờ trốn học đi mình. À, dư, bạn bè chơi dư. Thôi, đi ăn đi. Hôm nay làng Minh bao hết lý do là trốn học mà không rủ. Mày chơi kỳ gì mày? Đó tao, mày được? Nói đã là đó, tụt ra tao là ngân hàng cho bay nữa chứ gì? Kho báu. Đó. Xuống nó đi, đi. Đây, 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 nước của ta. Nào nước thì nước. Mà bỏ đi. Ôi, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Bây giờ mấy đứa cứ nghỉ ngơi đi, ha. Muốn làm gì làm, nhưng mà đừng làm ảnh hưởng tới lớp kế bên là được, nha. Vậy nha. Ok. 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 Mọi người sao vậy? Trời ơi, sôi động lên chứ, lớp chúng ta mà, đúng không? Bình thường nói tới chữ nghỉ một cái mọi người sôi động mà, vui lên mọi người. Hey. Ok. Thầy ơi. Em nói đi. Dạ thầy, tất cả các bạn ở trong lớp đang đợi cái cuộc họp của thầy á. Hôm bữa thầy thay đổi cái nội quy á, không biết nhà trường có chấp nhận chưa thầy? Họp thì có. Thì mọi người họp cứ... xong rồi kết quả làm sao thì nói tụi em biết cho thầy. Rồi có giảm tải chương trình không thầy? Rồi cái thời gian ra chơi có dài không thầy? Có được nghỉ không em? Không hỏi luôn đi. Thầy sao thầy nói tiếng biết rồi. Mà không trong nghĩ là okay, em. Ok ông thầy ơi. Em buồn lắm luôn á thầy ơi. Nghi thầy hứa không mày ơi? Thì có tâm lý là thầy lặng lắm rồi. Niềm tin về thầy, không còn niềm tin về thầy nữa. Thật sự thất vọng về thầy nhiều. Ông nói cho vui á, chứ không có cãi cổ thầy được đâu. Thầy lại cái cách ok thôi. Chứ vậy thầy vô ok, tụi em đâu dám ok đâu thầy. Ok không thầy? Huy. Huy. Em sao vậy? Trời ơi thầy ơi thiệt. Mới đầu em không có nghĩ là cái việc em làm á dành được nhiều sự chú ý của mọi người vậy đâu.
công nhận cái gánh nặng mà cái cảm giác mà gánh nặng mà mọi người đặt lên vai mình nó khủng khiếp thiệt. Bây giờ em mệt quá. Mai mấy giờ họp? 2 giờ thầy. Mai em cứ đeo tai nghe vô, còn lại thì thầy lo hết. Nhưng thầy nhớ nói lớn lớn rồi này. Nha, nha. Em sợ không nghe á, sợ lúc đó hồi họp cũng không nghe. Bình tĩnh là được mà. Thầy. Cái gì? Mà thầy đang nghĩ gì vậy? Thầy đâu nghĩ gì đâu. Mà thầy, em nhiều lúc em thắc mắc á, tại sao ông trời sao tự nhiên khi không luôn. Em với thầy, cho em với thầy quán đổi thân xác vậy. Ủa tại sao em chơi với tụi Phước, Lợi đồ này nọ nè, sao không cho tụi em quán đổi nhau đi, hay là em với Loan cũng được. Ấy mà ví dụ mà em với Loan quán đổi thân xác với nhau, em sẽ hiểu được tâm lý con gái hơn. Nè, cái thằng kia nghĩ gì vậy? Ý em là hiểu được tâm tư tình cảm của con gái thầy ơi, chứ không phải là không? Mới mười mấy tuổi đầu vậy đó. Là học hành đi. Biết rồi. Mà ủa mà thầy, mà không lẽ mình về hoài luôn à? Đương nhiên là không rồi. Chắc chắn là thầy trò của mình sẽ quán đổi lại với nhau. Nhưng mà khi nào thì thầy chưa biết. Trời. Đợi đi. Đợi chừng nào thầy? Đợi thời cơ tới. Đợi tới già luôn. Có thể. Em lấy vợ giùm thầy luôn. Ôi không được đâu thầy. Em thiệt á, trong cái thân xác em khó chịu lắm rồi đó. Gì đâu mà cục cục ghê quá. À, chưa nói hai cái vú nè. Ủa ghê không? Mà sao thầy làm được hai cái này hay vậy? Tập mệt lắm á. Mệt không? Đừng có bóp. Hay mà, vui mà. Đừng có bóp nữa. Không, đã thiệt thầy, có hai cái vú. Thầy thấy thầy nhột đó. Bỏ tay ra. Sao không biết là mày gặp gì sắp lại.